chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa và đi giờ mình em lại vỡ vỡ, là có giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi mà đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và anh muốn biết trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc. And you know me, Big Daddy from Lady Killer. One, two, three. Ready? Và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài. Và bao nhiêu màu trắng của thương bóng dài. Ai bên cạnh, đêm lại thêm lạnh. Lâu rồi vòng tay ấm mưa sẽ lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời. Mong cho đêm không lạnh, cho giấc ngủ thôi an lành. Và vì mưa anh nắng dịu dàng khẽ mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng mây. Đó, đây, tự nhiên là những cái mình gần nhau thêm. Sao cơn mong sao cảm thấy không cần phải đau thêm. Em là người khiến em ok đi những vết đen. Tình yêu này anh dành cho nắng. Và anh sẽ mãi là mây trắng. Chưa cơn gió nào cũng là em đi mất. Chỉ vì anh không thể chất. Sẽ đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh đánh mất. Giờ mình em lại bơ, bơ. Là vào giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi mà đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy hay là nỗi xót xa. Rằng tình yêu em vẫn to lắm. Rồi sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợt khi nắng mai. Khi đôi môi lại dần dần tình ta chẳng phải nhòa. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn yêu thương ngầm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc. Bài hát rất đáng yêu vừa rồi chính là lời chào đón quý vị đang đến với chương trình Tần số tình yêu. Chương trình sẽ được phát vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền thông Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Mặc dù bây giờ là khung giờ tối rồi nhưng vẫn có những tia nắng của tình yêu được lấp lánh qua bài hát vừa rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Minh Ái là một trong hai nữ chính ngày hôm nay tìm kiếm một mảnh ghép còn lại có cùng chung một tần số tình yêu. Dạ, mời Minh Ái đứng bên này, sẽ có một bạn nữ đồng hành cùng với Minh Ái nha. Xin mời Trung Nguyên. Hồi nãy Minh Ái hát hay quá,
cái mình lo cho Trung Nguyên, mình không biết Trung Nguyên muốn hay làm gì, bước ra tay dài thòn như Dương Ba Lê, như người mẫu, như người mẫu vậy đó. Trung Nguyên, em giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Trung Nguyên, năm nay em 18 tuổi, hiện đang học tại trường Đại học Văn Lang. Sở thích của em thì là thích đi du lịch và thưởng thức những món ăn ngon. Hôm nay em đến với chương trình là tìm người có thể đồng hành cùng em ạ. Cái này phải khẳng định với các bạn nam ở trong, cao mét mấy là Trung Nguyên? Dạ 1m7 ạ. Còn cao nữa nha. Bởi vì nghe cái tên Trung Nguyên mà, đúng không? Là núi mà phải cao chứ, phải giới tới cổ chứ. Báo động nha, 1m7 nha mấy anh ơi. 18 đôi mươi, em vẫn luôn thích bản thân cô đơn như bấy lâu, không dựa dẫm, không vướng bận, không chờ đợi, cũng chẳng kỳ vọng trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng biết đâu cô gái cố chấp này lại có thể vì anh mà thay đổi. Anh còn muốn chơi trò trốn tìm đến chừng nào nữa, sao chẳng xuất hiện để em tựa vai. Rồi, cái bên Minh Ái, cái giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Minh Ái, em đến từ Quảng Ngãi. Em năm nay 19 tuổi và em hiện tại là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Em có chuyên ngành gì không mà sao hát hay vậy? Dạ, em thích nghệ thuật và em thích nhảy hát múa. Có đi hát chuyên nghiệp kiếm tiền sống chưa? Dạ không, thường thường thì em hay đi nhảy hơn, đi nhảy đi múa. Cuốn sách mình mới đọc có một đoạn như thế này. Một đôi giày tuy êm tuy đẹp nhưng không vừa chân thì cuối cùng chỉ khiến bạn đau đớn. Một chiếc áo sành điệu nhưng không vừa người cũng không làm bạn đẹp hơn. Và một người dù tốt đến đâu nhưng không hợp cũng chẳng đem lại hạnh phúc và tình yêu mà bạn mong muốn. Em muốn tìm anh, chưa đủ tốt cũng được, em sẽ cùng anh tốt lên được không? Hai đứa mới 18, 19 tuổi à, là đâu phải ế đúng không? Nhưng mà tại vì mình khó quá, hoặc là mình lo học quá, mình thi, mình ráng học thi vô trường rồi mình không có bạn. Dạ em ế thiệt. Ế thiệt, là tại vì em đẹp quá luôn. Người ta tưởng là... Dạ chưa yêu ai luôn. Trời ơi, xinh đẹp người chưa luôn hả chị? Đẹp quá, rồi người ta tưởng em có bộ, người ta không dám cua em hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Đúng à. Dạ. Còn em... Phải ế thiệt không? Nói lý do cho chị, con không phải ế, tại khó đúng không? Dạ em nhờ chương trình này kiếm giùm em. Tin tưởng chị Việt Hương và anh Hoàng, yên tâm đi, chị với anh Hoàng khoái lắm. Bị gì sở hữu hai cô gái đẹp ở bên nhà gái phải lộng hành nữa. Dạ vâng, sẵn sàng nào. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với vị trí đặc biệt dành cho hai nữ chính chúng tôi. Xin mời. Và bây giờ, bốn hình dáng của bốn chàng trai, hy vọng là họ sẽ có những thể hiện và những ấn tượng đầu tiên dành cho hai cô gái. Xin mời. Chào bạn số 1, xin mời bạn hãy giới thiệu về mình. Xin chào hai cô gái và xin chào hai MC. Mình tên là Đinh Nhật Hào. Năm nay mình 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ và tay trống. Gia đình em có ai là nhạc sĩ không? Dạ, gia đình em thì ba là biên đạo múa, mẹ thì là ca sĩ. Em chơi trống bao nhiêu năm rồi? Tính thời điểm này là 5 năm rồi chị. Tự nhiên nghe tới nghề trống cũng thấy vui vui, thú vị. Những anh chàng này nhịp rất là tốt. Mời anh chàng số 2. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Phi Hùng. Năm nay mình 21 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh bất động sản. Mình còn đi hát. Mọi người thường gọi mình là Châu Chí Hùng ạ. Tính cách của mình hòa đồng, thân thiện và gần gũi ạ. Vậy thì Nguyễn Phi Hùng với Châu Chí Hùng thì bạn thích mọi người gọi mình với cái tên nào? Dạ, Châu Chí Hùng ạ. Rồi, Châu Chí Hùng ha. Chứ bữa nay tặng ca sĩ không? Đi hát lâu chưa Hùng? Dạ, em đi hát từ nhỏ ạ. Mấy tuổi là đi hát nè? Dạ, 6 tuổi đi hát rồi ạ. Hồi nhỏ vậy đi hát hay kêu là thần đồng á. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Không biết gia đình bạn có mấy thành viên? Nhà em có tổng hết là 6 thành viên ạ. Ba mẹ và ba người em nữa. Ba em trai em gái? Dạ, ba em trai nữa. Em trai chắc còn nhỏ ha Hùng ha. Út là hiện tại đang học lớp 3. Bây giờ nếu mà có bạn nữ đồng hành nữa, cũng trên con đường nghệ thuật với mình chắc cũng vui vui. Dạ. Chất phát quá, hỏi đâu dạ đó. Chào chàng trai ở vị trí thứ 3. Dạ, em chào anh Hoàng, chào chị Hương và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay, đặc biệt là hai cô gái ngày hôm nay. Mình tên là Châu Toàn, năm nay mình 23 tuổi. Công việc hiện tại là diễn viên và người mẫu ảnh. Em cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m80. Hèn chi thấy dáng cao to ghê không? Cao quá trời. Báo cho em tin vui nè, ngoài đây có người 1m7 nha. Con gái chị. Bạn ở vị trí số 4, xin giới thiệu về mình ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Gia Nhật. Năm nay mình 23 tuổi và hiện tại là kinh doanh một quán cà phê nhỏ và là người mẫu ảnh ạ. Ồ. Mẫu ảnh nữa.
cho biết cao 1m mấy là Nhật ơi? Dạ 1m8 ạ. 1m8 hay chỉ đủ màn hình cái chị? Chị ơi chị ngồi nói được không? Hả? Đứng như ngồi vậy? Không, chị đứng như ngồi vậy cho nên chị đứng lên cho thấy mình để chị quế. Hai thằng con trai trong cộng cao quá. Mà mình đái ơi, mình đái là cao 1m mấy nè? Dạ em cao 1m57. 57 chị. À cái bạn số 1. Nhật Hào ơi, em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m69.5. 69.5 em, 69.5 nha, em lo 69.5 để bên này lo 80. Còn với Hùng nè. Ơi, em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m65 ạ. Ai trước đi, ấn tượng với cái giọng nói nào với cái sao màn hình vóc dáng nè? Dạ ấn tượng đầu tiên thì em nghĩ là anh số 2. Châu Chí Hùng sao? Trời bắn tim đâu. Trời ơi. Quá ông trời ông ơi. Anh này anh bản lĩnh sân khấu từ 6 tuổi mà. Rồi còn Trung Nguyên. Dạ em ấn tượng với anh số 1 ạ. Số 1. Nhật Hào. Y 1m8 là tôi ấn tượng lắm mà sao hai con tôi nó ấn tượng ta? Không, từ cảm xúc ban đầu thôi mà, nó nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ. Mới chỉ là giọng nói thôi. Xương xương. Bây giờ mình coi cái ốp lưng điện thoại nè. Bốn cái ốp lưng xuất hiện. Anh số 1 để hình tới cưng nữa. Anh ơi, anh thích gấu hả? Anh thì không thích gấu nhưng mà chắc em sẽ làm gấu của anh quá. Sau khi có con gấu này rồi, có tháo con gấu đen đó xuống không? Gắn gấu này lên. Chắc chắn sẽ có thêm một cái ốp lưng hình con gấu giống vậy nữa. Thôi nếu mà không có ốp lưng thì mình mở màn hình khóa đi. Bộ hình ảnh khác nhau. Bạn Nhật Hào ơi, bạn chia sẻ về những thành viên này nào. Đây là bà nội của em và em của em. Thường thường ta hay để hình ba mẹ đồ gì ha, mà sao để hình bà nội? Dạ tại vì em ở với bà nội từ nhỏ. Ba mẹ em không có ở chung với nhau. Mẹ em thì hiện tại đang ở thành phố Biên Hòa. Là em không có ở cạnh mẹ từ nhỏ. Dạ đúng rồi. Vậy thỉnh thoảng bạn có hay thăm mẹ không? Dạ cũng hay về Biên Hòa thăm mẹ. Rồi cảm ơn bạn. Còn nhà trai Châu Chí Hùng. Dạ đây là mẹ của em ạ. Em để hình mẹ vậy ba có buồn không? Dạ không ạ. Ba nói sao? Ba nói đừng có để hình ba lên ba tại vì ba xấu. Vậy còn cái màn hình của bạn của ba? Cái màn hình của em là những tia cực quang. Đôi lúc nó không một màu và đôi lúc nó cũng có nhiều màu đó. Để hình của Ái lên luôn hoặc là bé Nguyên lên luôn được không? Nếu như hai em chọn anh. Còn nếu hai đứa không chọn để hình chị Việt Hương được không? Để hình chị Việt Hương được không? Quả được luôn. Cái này chắc fan tu. Rồi bây giờ còn cái ông kia. Mỗi lần mà em căng thẳng mà em stress ấy, em thường đi ra bờ sông để giảm stress ấy. Gia Bảo là ai vậy em? Đó là tên em trai em ạ. Cái điện thoại em để tên em trai em chi? Tại vì em trai của em thì không có ở chung với mẹ và ba em mà ở chung với ông ngoại bà ngoại. Có ba mẹ em đâu? Ba mẹ em thì cũng lo công việc nhưng mà tại vì nhà em thì ở Đắk Lắk không đủ điều kiện để cho thực hiện cái quá trình học tập nên là phải gửi về. Dạ, ví dụ thành gia lập thất thì mình có ở đây không hay mình về Đắk Lắk ạ? Dạ chắc em ở đây để lập nghiệp luôn ạ. Ái ơi, em ấn tượng với cái màn hình quá nào? Dạ em nghĩ là số 2. Cũng là số 2 nữa. À. Dạ, trái tim nữa. Thôi hai người nắm tay nhau về luôn. Đừng nghĩ nhiều, dừng đôi cưới thôi chứ mà để lâu. Sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Còn Trung Nguyên? Dạ em để anh số 3. Của anh số 3 hả? Dạ tại cái màn hình của anh á em thích. Đó, rõ ràng cái sự bí mật cứ gây sự tò mò cho những người phụ nữ. Mà phụ nữ là hay tò mò thiệt. Dạ. Cái gì kêu đừng cứ là coi hả? Dạ, bây giờ mình coi nội dung bên trong. Bắt đầu từ bạn số 1. Đó, có nhiều người vẫn nghĩ cứ ngồi im tình yêu sẽ đến. Nhật Hào ơi, phải như vậy không em? Vì cái tấm hình này mà em tới đây đó chị. Không phải ai cũng ngồi im thì tình yêu nó sẽ đến đâu. Gạt qua cái nữa cho chị coi màn hình nè. Cũng có một cái app cần thiết. Vậy thôi vô coi hình được không? Dạ được chị. Ai vậy hai đứa nhỏ kia? Đây là em lúc nhỏ với em của em. Lúc này em nhiêu tuổi Hào? Dạ lúc này chắc độ 5-6 tuổi á chị. Thương không? 5-6 tuổi biết bọn em rồi. Thương em quá. Cái này là lúc sinh nhật em luôn. Có những tấm ảnh nào mà liên quan nhiều đến gia đình hay không? Đây là tấm ảnh gia đình em lúc Tết năm ngoái. Quê em ở đâu? Dạ em là người Đồng Nai. Ba năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ ba em năm nay được 45. Cho em xin hỏi là gia đình bạn nữ có bao nhiêu người ạ? Hai bạn luôn ạ. Ái gia đình em bao nhiêu người? Dạ gia đình của em thì có 5 người. Vâng ạ, còn bạn nữ còn lại ạ? Dạ gia đình em thì 5 người luôn. Em là con giữa, chị hai tới em và tới em út em trai ạ. Ai sẽ là người trong gia đình hai bạn nữ tâm sự nhiều nhất? Dạ gia đình em thì em tâm sự với chị hai nhiều hơn. Còn ba mẹ thì cũng chỉ là bình thường thôi. Có thì nói cũng có tâm sự nhưng mà chị hai là tâm sự thân nhất. Tỉ mỉ hơn, ba mẹ tư vấn những chuyện lớn đúng không? Dạ còn em thì em hay tâm sự với mẹ. Nhật Hào ơi, bạn đang biểu diễn đúng không ạ? Đánh trống luôn, vừa đánh vừa hát luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ thoát ra khỏi màn hình nè, cho chị coi gu âm nhạc của em thôi. Đây là cái app mà em thường hay sử dụng khi đi làm. Các bạn thích trữ tình hay là thích sôi động không? Dạ trữ tình. Còn em thì em nghe hay là em thích. Vậy thì bài hát nào thì các bạn sẽ cho là hay nhất? Dạ không, em thích nghe nhạc lắm. Còn bên ấy? Em thì không có cái bài nào mà kiểu như thích nhất định, em cứ nghe nguyên clip nhạc như vậy á. Thích đều hết. Dạ thích đều. Còn riêng bạn, clip nhạc bạn sao nào? Thường thì em sẽ hát những bài buồn là nhiều nhất. Đây là cái clip nhạc em
khác. Cảm ơn Nhật Hào rất nhiều với những thông tin bạn đã chia sẻ với chiếc điện thoại của mình. Và bây giờ hãy cùng nhau khám phá nội dung bên trong điện thoại của bạn Châu Toàn nè. Khá là đơn giản ha. Cho tôi xem cái đồng hồ báo thức của bạn đi. Dạ đây. À, cũng đơn giản hay chứ. À, kiếm cơm nào? 4 rưỡi dậy kiếm cơm. 4 rưỡi sáng. Em báo thức cho em đi quay, em chuẩn bị từ từ để đi quay. Cho vô coi hình ảnh cái coi. Dạ đây. Ai vậy? À dạ đây là một bạn trong nhóm của em. Chụp người ta làm chi? Ờ à, lý do gì? Dạ dìm hàng. À chụp từ trên xuống cho biết lùng chơi vậy hả? Dạ. Ăn lận tao vậy hai em? Dạ tại vì ngủ với bạn rồi mấy bạn không ăn, mấy bạn đi ngủ hết rồi em ăn mình em luôn. Hai bạn nữ có thích ăn trái cây không ạ? À? Dạ có. Nguyên thích, mình ai thích luôn? Thích nhất là trái cây nào á? Dạ em rất là thích ăn cho nên cái gì em cũng thích. Dạ em thích ăn sầu riêng. Được, chịu. À, nóng lắm mà, nổi mụn. Dạ nhưng mà ngon. Ai cô gái nào tóc đen xõa xõa ngồi đó? Dạ là bà chị em. Tất cả điện thoại em đều là hình diềm. À hình diềm không? Các cô gái chuẩn bị làm gấu tương lai của bạn này hãy cẩn thận. Coi chừng chính mình cũng sẽ bị chìm nhé. Cho toàn gia đình có mấy người? Dạ em là con một luôn ạ. À. Ba mẹ còn hạnh phúc vui vẻ ở chung? Dạ không, ba với mẹ em ly dị hồi lúc có em còn 3 tuổi. Rồi em ở đây với ai? À, em ở với ba, với bà nội. Mà ba với bà nội cũng mất luôn. Chia sẻ với em bây giờ em ở một mình hả? Dạ hiện tại thì em ở một mình. Em cũng từ dưới quê lên thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Cần Thơ. Một mình em ở trên này gồm sao em sinh sống? Mới đầu thì cũng hơi cực thiện. Rồi từ từ công việc nó cũng ổn định. Và em cũng tự lo cho bản thân mình được. Rồi bây giờ xin mời màn hình của bạn số 4 nè. Rất là gọn. Tin nhắn mà tin nhắn của tổng đài không á chứ. Em đòi tổng đài những tiếng Hồng anh ơi. Cho tôi xem cái danh sách nhạc của bạn nè. Đa số là những bài hát tiếng Việt đúng không? Cả bộ mê chi dân ha. Dạ. Nhật ơi gia đình em có mấy người? Có 4 người ạ. Dạ em có em trai em gái. Dạ em có em trai ạ. Quan điểm tình yêu của hai bạn là gì ạ? Em thì trước giờ yêu theo cảm xúc cho nên là quan điểm tình yêu của em là bạn muốn bạn trai chung thủy, nói chung là một phần ga lăng. Thích ga lăng. Dạ chung thủy. Chà, chung thủy mà còn đòi ga lăng ta. Nhưng mà quan trọng phải là cảm xúc của em đầu tiên. Còn với Trung Nguyên? Dạ em thì chưa yêu ai. Đó bởi mình cũng rụt rè đúng không? Đầy đủ rồi, bây giờ chị quay lại Châu Hùng chút xíu nha. Mời màn hình của Châu Hùng nè. Mấy cái app điều chỉnh hình ảnh này nọ cho nó đẹp lung linh nè. Toàn hình nội thất không vậy? À bạn kinh doanh về bất động sản mà đúng không nào? Dạ đúng rồi ạ, em chuyên về liên quan đến nhà đất luôn ạ. Rồi lướt đi luôn nè, chứ để mất công hoàng mua quá. Cho qua phần gì đây? Cho tôi xem cái đồng hồ báo thức của bạn đi. Rồi 7 giờ 1 phút nó điện. Rồi 7 giờ 2 phút nữa. Rồi xong 7 giờ 2 phút là em chọi cái điện thoại đó, 8 giờ 1 phút nó mới kêu lại được đúng không? Dạ tại vì em là hay ngủ quên. Báo thức một cái thì không vậy, mà hai cái thì không vậy, ba cái mới vậy nữa. Nè chị chỉ nè, muốn vậy á em để cái điện thoại xa em ra, ráng bò lết ra đó lấy điện thoại cái là tỉnh, nghe không? Dạ. Lịch sử cuộc gọi đi để coi có fan nữ nào gọi giao lưu nhẹ nhẹ không ha. Chị Hà có bộ thân với em ha. Dạ. Dạ cho em xin hỏi hai bạn nữ được không ạ? Dạ hỏi đi cưng. Hai bạn có thích hát không ạ? Dạ có. À Trung Nguyên thích hát nè. Dạ có, em cũng có thích hát. Đương nhiên mở đầu chị mới hát mở màn hát xong. Hay nữa chứ. Giờ rảnh rỗi hai bạn muốn làm gì ạ? Dạ rảnh thì em thường dạm thay đi nhảy này kia. Đi nhảy ca hát vận động. Dạ cũng có. Hay mà đi nhảy múa ca hát. Dạ. Dạ em thì xem phim hay là đi cà phê với bạn. Cho mình hỏi hai bạn sinh nhật ngày bao nhiêu ạ? Dạ em sinh ngày 26 tháng 10. Dạ em sinh ngày 19 tháng 9. Rồi cảm rồi ơn thôi bạn. Xem xong hết bốn màn hình rồi. Và bây giờ thời khắc quan trọng cho hai đứa em suy nghĩ ai là người ấn tượng nhất. Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Trở lại với tần số tình yêu, thời khắc quan trọng đã tới rồi. Bây giờ ái ơi, vậy em nghĩ là em vẫn ấn tượng với anh số 2 ạ. Ấn tượng với số 2. Chúc mừng bạn Châu Chí Hùng. Và Trung Nguyên ơi. Dạ em ấn tượng với anh số 3. Số 3 mở đèn của số 3. Chúc mừng Châu Toàn và chị Việt Hương. Chị ấn tượng với chàng trai nào còn lại? Chị nói thiệt á, là chị rất là mê mấy anh chàng nhạc sĩ. Cho nên chắc là mọi người biết là Việt Hương sẽ chọn ai rồi đúng không ạ? Nhật Hào. Chúc mừng Nhật Hào ở vị trí đầu tiên. Mê chóng nữa, tôi mê nhạc lắm. Và như vậy chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với anh chàng ở vị trí thứ tư, đó chính là Gia Nhật. Xin mời, Gia Nhật. Mời gặp gỡ Gia Nhật. Chào Gia Nhật. Trẻ tuổi, điển trai, cao ráo. Hơi tiếc là chúng ta phải nói lời tạm biệt hơi sớm. Có lời động viên nào dành cho anh chàng Gia Nhật không nè? Dạ em chúc anh tìm được tần số thích hợp với mình. Trung Nguyên. Dạ nếu mà có duyên thì sẽ gặp lại rồi. Vậy thôi, làm bạn cũng được. Cảm ơn bạn, tạm biệt Gia Nhật. Tế và cậu cùng đang bước qua những ngày tháng rực rỡ nhất của đời người. Tớ độc thân, cậu cũng đang một mình. Sao chẳng thể cùng tớ tay nắm lấy bàn tay, không hứa thích cậu một đời
Chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân. Cậu chọn bền vững, cậu chọn nắm lấy bàn tay ai đó, không phải là tớ rồi. Và bây giờ sẽ là phần thử thách tiếp theo, được mang tên thử thách của chàng. Xin mời quý vị. Ba chàng trai với ba thử thách như sau. Vị trí đầu tiên đó chính là bạn Nhật Hào, sẽ phải thể hiện một tài năng nghệ thuật của mình. Vị trí thứ hai, Châu Chí Hùng, cũng thể hiện cái khả năng sở trường của mình là nghệ thuật. Và vị trí thứ ba đó chính là bạn Châu Toàn, sẽ phải xử lý một tình huống trực tiếp ngay trên sân khấu. Và bây giờ xin mời Châu Toàn vào vị trí. Châu Toàn ơi, dạ. Chị Việt Hương sẽ hỗ trợ cho em. Chị có thể đóng bất cứ một vai mẹ, vai chị, thử coi em xử lý tình huống như thế nào. Mà thường đẹp trai chị nhẹ tay lắm. Em sẵn sàng chưa? Dạ ok. Cậu vô đây ngồi. Dạ bác ngồi rồi con. Trời, chịu cái này đó đó. Nhà bác giàu có 8.000 cái camera chiếu thẳng vô mặt coi tâm trạng coi như thế nào. Toàn ơi Toàn. Dạ. Hồi đó con mới gặp bác là lúc đó bác có trẻ đẹp không con? Dạ con nói sao cho đỡ mất lòng vậy ta? Trẻ sao cho đỡ mất lòng? Ý nói 5 năm về trước chắc xấu dữ lắm. Dạ cái này bác nói với con không có nói. Thì đó. Tôi đợi cậu 5 năm bây giờ tôi còn tàn, tôi còn già, tôi còn xấu hơn như vậy nữa. Ủa bác đợi con chi bác? Trời ơi, cậu hứa với tôi mà cậu quên hả? Con hứa là con qua con rước con gái bác chứ đâu rước bác đâu. Tôi đâu có nói rước tôi. Con nói á là cho con lên thành phố rồi con đi tạo dựng sự nghiệp. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ đúng. Rồi con quen con gái của bác lúc đó nó mới có nhiêu, mới 18 tuổi. 5 năm gia đình bác chờ con, bây giờ con dắt về cũng y chang đôi giày thể thao bao nhiêu năm trời, cũng bộ đồ thể thao, cũng chưa có tiền bạc gì. Bây giờ con thiết phục sao? Chứ bây giờ bác báo cho con cái hung tin là bác gọi con về đây là có ông Việt Kiều, nay cũng 36 nhưng mà được cái ông già, ông định rước gái bác. Bây giờ con tính sao? Chứ không thôi là bác gả cho ông Việt Kiều đó, ông Hoàng ông giàu lắm con. Thật sự á, trong 5 năm qua con cũng đã cố gắng. Bán quần áo chưa? Dạ rồi. Rồi sao ổng bán nữa? Dạ tại vì con nói là con lên đây con lập nghiệp và con làm theo cái đam mê của con, đó là diễn viên và màu ảnh. Rồi làm chưa? Dạ rồi. Ra đứng giữa sân khấu tạo dáng coi. Rồi bây giờ tôi chụp nè, chuẩn bị nè, thu hình lại nè. Rồi qua bên kia. Rồi qua bên kia. Ê nó nghe nè Toàn. Dạ. Con cao 1m8, mặt sáng tài đẹp trai. Bây giờ mình làm mẫu ảnh. Dạ. Kiếm sống được. Gia đình má cũng chịu khó đợi con 5 năm rồi. Bây giờ nếu không được thôi má không gả con gái. Thôi mà má hứa con 5 năm con về là má gửi gả con gái cho con mà. Má thương con lắm, má mới gọi. Dạ. Con về. Nhưng bây giờ con về tay trắng sao nuôi con gái má. Con không có gì là má tách hai tụi con hay sao? Chứ giờ sao giờ ông Hoàng ông giàu lắm con, Việt Kiều. Ông về ông cho má mấy chục cây dẹp. Nhưng mà còn làm những gì không? Má chỉ chỗ cho đi làm ăn chứ sao con nuôi được con má. Bây giờ con có tài năng gì không? Dạ không. Hát được không? Hơi khó nghe. Ra nghe giữa khấu hát coi được không? Má chịu khó nghe giùm con nha. Ừ tôi cho gửi đi hát đám cưới lấy tiền nuôi vợ. Vợ đẹp lắm con ơi. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, đưa anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Con hát được có Toàn. Ôi dạ. Thương gái má thật ra mới 18 cũng chưa gả, cũng phải vài năm nữa. Giờ gán gửi cho cái ông này ông bầu ông Hoàng. Do giờ về gán đi, giờ mình có đẹp trai rồi, giờ con tập luyện thanh, con đi hát đám cưới. Má cho con hỏi cái này nè má. Ừ. Không lẽ bây giờ nếu như con không có tiền là con không được cưới con của má hả? Về rồi lấy gì ăn? Con có thể làm tất cả. Bây giờ mình đơn giản là mình từ một công việc phục vụ nhà hàng đi. Ừ. Mình phục vụ nhà hàng mình thay lên quản lý. Mà có không? Mà từ quản lý mình có thể lên thăng cấp mà bây giờ có làm chưa? Má qua đây coi nhận. Nữa hả? Cũng nói thật với má là bây giờ con đang sở hữu hai căn nhà cũng do bạn đó bán luôn. Thì con vậy mua nhà của Hùng hả? Dạ đúng rồi. Hùng ơi Hùng. Dạ. Vô đây con. Trai ơi. Hùng. Dạ. Hả cái gì vậy? Dạ con gặp lại thì con nói vụ mà hợp đồng mua nhà mẹ. Con là bán nhà chuyên nghiệp quận 12 phải không? Dạ. Nghe đồn mà Toàn nó mua được hai căn thiệt không Hùng? Dạ hồi nãy nói nhỏ con. Nói gì vậy? Xíu mẹ kêu tao mua hai nhà mẹ nha. Rồi nó quýnh với con. Sao vậy Toàn? Má đang thương con, má đang lo cho tương lai của con mà con dám dựng ngược câu chuyện con nói vậy với má. Má buồn quá à Toàn. Không, cũng là Hùng nữa nhưng mà Hùng khác. Hùng nào? Không mà thật sự là con có cả giấy tờ đất. Cái gì hôm sau con quay lại con đưa cho má con.
con xác minh. Vậy sao nãy con dẫn người ta ra con nói người ta vậy? Tại vì con đang định mua thêm 2 căn bên nó nữa mà con chưa kịp mua. Có không Hùng? Dạ không. Tại sao lại không? Có ý định mua thôi. Thôi thì Hùng ơi, dạ, con ngồi uống miếng nước với cô đi, để cô kêu thằng Hào ra hỏi thử coi phải 2 miếng đất đó của đâu phải Hào. Đúng không? Hùng khác. Hùng khác đúng không? Hùng ơi Hùng, thằng này trong trên với tờ tên Hào mà ở ngoài tên Hùng. Hùng ơi, ra đây con. Ai là má? Đây là má tôi. Má buồn lắm con. Sao má buồn? Con biết sao không? Hai đứa em gái con đó mà nó thương toàn, má mới hứa gả. Mà 5 năm nó quay lại nó gạt má, nói mua nhà mua đất. Rồi nãy má mới gọi cậu Hùng qua, má hỏi cậu Hùng nó không có. Mà má biết con cũng làm kiểu như buôn bán nhà trển. Giờ này con làm nghề khác rồi. Con làm cái gì? Bánh giò tắt 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 gai Hùng nè. Trời đất ơi, nó tràn qua tới bánh giò tét gai. Con nhớ cái nghề đó là má truyền cho con từ nhỏ. Trời mà giờ má bán má già quá thành đại gia rồi con. Bây giờ con trả lời cho má một câu để má giải quyết vấn đề của con Toàn nè. Con có đồng ý gả em của con cho con Toàn không? Con nghi không được quá. Chờ vô mình Châu Chí Hùng thôi ha. À, bây giờ Châu Chí Hùng có một cái tài năng gì má gả gái cho con. Dạ con hát. Hát cho má nghe bài. Con hát câu tặng cho con gái cô luôn được không? Được quá à. Đi chứ, mở miếng nhạc cho con nhỏ hát đi. Này em yêu ơi, giờ anh muốn nói với em lời yêu, với anh em sẽ mãi mãi number one. Cuộc đời không hề phai, dù có phong ba, anh vẫn không đổi rời. Dù đời chọn là mãi mãi và anh chỉ yêu em thôi. Người yêu ơi, xin hãy tin anh. Chỉ yêu một người, yêu mãi con đời. Sau cho giông tố vẫn không đổi thay. Chỉ yêu một người, yêu mãi không rời. Với anh em sẽ mãi năm mở quan, mãi năm mở. Chọn anh là em, chọn cuộc đời không hề phai. Dù có phong ba, anh vẫn không đổi rời. Dù đời chọn là mãi mãi và anh chỉ yêu em thôi. Người yêu ơi, xin hãy tin anh. Chỉ yêu một người, yêu mãi muôn đời. Sau cho giông tố vẫn không đổi thay. Chỉ yêu một người, yêu mãi không rời. Với anh em sẽ mãi năm mở quan. Chọn anh là em, chọn cuộc đời không hề phai. Dù có phong ba, anh vẫn không đổi rời. Dù đời chọn là mãi mãi và anh chỉ yêu em thôi. Người yêu ơi, xin hãy tin anh. Chỉ yêu một người, yêu mãi muôn đời. Dẫu cho giông tố vẫn không đổi thay. Chỉ yêu một người, yêu mãi không rời. La quá trời la, mười mấy năm trên sân khấu này hát này thì nãy giờ nó cũng qua, nó nói chuyện với má rồi, má hiểu tâm tính nó rồi. Chẳng lẽ giờ con ngồi đây không tặng má ăn bài? Sẵn có micro vàng karaoke ở nhà này, cái bài gì cũng có hết, hát tặng okay, má bài thấy được không má?
giọng quảng cao tốt quá trời luôn. Đây là một trong những giọng đặc biệt ha. Đây là ba tình huống có thể gài trong tình huống đó để biết các bạn biết ca hát, đối đáp hai bạn nữ một lần nữa nhìn ngắm lại và ấn tượng có thể thay đổi hay không. Quý vị nghĩ ra lao trong vòng ít phút. Như vậy là hai người đẹp của chúng tôi cũng đã đủ thời gian để cân nhắc xem phần ấn tượng của mình sẽ dành cho chàng trai nào với những thử thách vừa rồi. Rồi bây giờ mời Ái trước đi. Dạ em ấn tượng với anh số 2. Vẫn ấn tượng số 2. Chúc mừng Châu Chí Hùng. Hùng nó đúng rất con. Từ đầu bây giờ hở ấn tượng là ảnh lạnh vô trái tim liền. Còn Trung Nguyên thì sao nào? Em chọn nội ngoại hai bên ơi, quan viên hai họ ơi. Chàng trai nào? Số 2 ạ. Hả? Bạn ấn tượng với? Số 2 Châu Chí Hùng. Hùng ơi, đã có những sự thay đổi. Biết sao không? Cái phần biểu diễn của Hùng quá đặc biệt. Dạ. Nhảy hay, dễ thương, trả lời hợp lý hợp lệ. Khỏe khoắn, trẻ trung. Mời hai em gái đẹp bước xuống dưới đó, quay mặt lên đây. Và chị sẽ cho tất cả mọi người xem hình ảnh thiệt của ba bạn. Quay lại. Mời chương trình cho xem ba màn ảnh thật. Ồ, cá tính đẹp trai. Wow. Quan viên hai họ à, hãy dùng độ decibel của mình để thể hiện tình cảm và sự ủng hộ cho từng chàng trai nhé. Chàng trai số 1 Nhất Hào. Quá nhiều đó. Chàng trai số 3 Châu Toàn. Mạnh mẽ không kém. Còn chàng trai số 2 Châu Chí Hùng. Cái gì vậy? Cái gì mà lẹp bẹp nghe tiếng dế kêu vậy hả? Nổi không? Những người này chân thật lắm á. Dạ không ạ. Dạ không. Hùng ơi. Dạ. Kiên định lắm bé Ái, không đổi. Rồi Trung Nguyên. Nguyên, em đổi không? Để thôi. Không đổi luôn. Thôi thì bây giờ gia đình nội ngoại nè, vỗ tay cái thiệt lòng cho số 2 coi. Số 2 sao? Xin mời hai bạn trở về vị trí của mình. Nội ngoại này của chị. Những hình ảnh. Cho nên chị kêu gì làm đó à. Ai rảnh lắm, rảnh là rảnh lắm, rảnh lắm. Bây giờ xin mời gặp gỡ anh chàng Nhất Hào và anh chàng Châu Toàn. Xin Châu mời Toàn. Yeah, đây, nhan sắc thật sự của hai chàng trai. Ấn tượng với Nhật Hào, với chất giọng của bạn. Cái cách luyến lấy đó rất khó để xử lý, nhưng bạn hoàn chỉnh và hoàn hảo. Còn với bạn Châu Toàn, wow. Những phút giây đầu tiên hoàn wow, đối mặt với chị Hương rất là tự tin. Nhưng mà càng về sau hơi tiếc, tự mình đưa mình vào ngõ cụt. Ây chà, uổng quá. Có thể là hôm nay thì hai đứa tới, mình không có rung động từng số được các bạn. Nhưng mà đây là một cái kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm sân khấu, nó cũng giúp ích cho mình. Đúng không ạ? Chúc tụi em thành công trên con đường nghệ thuật. Dạ, xin cảm ơn ạ. Còn với hai người đẹp thì sao? Có lời động viên nào dành cho hai chàng trai không? Mình ấy. Dạ em chúc hai anh thành công trên con đường nghệ thuật của mình và tìm được người mình cảm thấy hợp. Rồi còn Nguyên ơi, mời anh về ad phút em được không? Được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt Châu Toàn, tạm biệt Nhật Hào. Chúng ta chẳng vẫn thường nói với nhau rằng tuổi trẻ dài hạn, thêm đôi ba lần vấp ngã nữa để đổi lại sự cứng cáp của bản thân. Nhưng bạn biết không, một lần dũng cảm khiến bạn đột nhiên trưởng thành đấy. Dũng cảm mở lòng, dũng cảm đón nhận đớn đau, thăng trầm của tình yêu. Dũng cảm vòng tay ôm lấy cô gái mình thương. Và đôi lúc là dũng cảm mỉm cười khi bị từ chối. Thầy đi học, ngỡ tưởng đứng chót lớp đã là đỉnh cao của xấu hổ rồi. Nhưng lớn lên mới hiểu, một cảm giác còn số nhỏ hơn. Đó là khi bạn lấy đủ dũng khí để tỏ tình mà bị từ chối. Thôi thì nhường cơ hội nắm tay cho một bạn nam khác phù hợp hơn. Mình bắt đầu nhân duyên này từ tình bạn nha em. Bây giờ là thời khắc quan trọng, là mình sẽ được xem được hai cái điện thoại ha. Khám phá bí mật của nàng. Gia đình nhà gái của chúng tôi, Trung Nguyên và Minh Ái sẽ có những ứng dụng ra sao đây? Chị Hương, chị chọn điện thoại của bạn nào trước? Chắc người gần mình đi ha. Dạ, rồi mời Ái mở điện thoại nè. Tay của em hả? Dạ đúng rồi ạ. Đẹp quá à, cái bàn tay nhỏ bé xinh xắn, chắc nắm vừa tay Hùng. Coi cái báo thức nè.
làm việc của em đi. Ừ, 5 giờ sáng ở đâu vậy? Dạ, thường thường thì Chủ nhật em đi diễn ở Đồng Nai nên em hẹn là 5 giờ vậy. Ở trong đây mình á, ở với ai? Dạ, em ở với bạn em. Với bạn, mình là muốn nhà trọ ở. Dạ, đúng rồi ạ. Cho chị coi lịch làm việc đi. Ghi chú á. Dạ, ghi những show mà em diễn để... ghi nhớ mà theo dõi thôi. Dạ. Có hình ảnh đi. Đẹp quá. Hình selfie không? Hùng ơi, dạ, em hả? Thời Hùng ơi. Dạ. Quyết định trong tay có hai người đẹp xuất chúng luôn. Đi, có mấy cái clip kìa vui không em? Dạ, clip đó em tập nhảy lại thôi. Cho chị coi đi. Ờ, cho coi nhảy nào. Đấy, trò cũng khéo luôn. Wow, Hàn Quốc quá ta. Có ba má gia đình nha không? Coi coi miếng coi. Mẹ đâu? Chồng, để coi giống ba, giống mẹ nè. Bé này làm như ít ăn ha, nãy giờ không thấy hình đồ ăn. Đây là cháu. Ba, con bạn. Ba. Mẹ con đẹp quá. Rồi, cảm ơn bạn. Trung Nguyên, Trung Nguyên nè. Ờ, cho mình xem cái danh bạ của Trung Nguyên được không? Bà nội có trái tim, hợp lệ. Ủa, hết hả? Dạ, hết rồi. Cái gì? Tại em không muốn lưu nhiều người á. À, đa số là hình selfie. Nguyên ơi, em học ngành nghề gì? Dạ, em học quản trị kinh doanh. Vậy thì sau này làm vợ đi, em nghĩ tiền ai giữ? Dạ, em giữ. Rồi. À, tiền vợ giữ được không Hùng ơi? Cũng được. Cũng được, cười nhẹ, cười trừ quý vị. Như vậy là chúng ta cũng đã khám phá sơ sơ rồi. Nhưng mà riêng với bạn Chí Hùng á, chắc chắn cũng rất mong muốn là tìm hiểu sâu hơn nữa về điện thoại của hai người đẹp. Sẵn sàng để khám phá hai chiếc điện thoại này chưa? Dạ rồi ạ. Mời các bạn giải lao trong vòng ít phút. Hùng đã được xem qua hai cái điện thoại của hai người bạn gái trẻ trung xinh đẹp ở dưới đây. Quyền quyết định sẽ là Hùng. Bây giờ mời hai bạn bước xuống cùng với lại anh Hoàng và chị Hương nha. Bây giờ là thời khắc quan trọng. Chị nghĩ chắc là Ái ha, Ái sẽ nói lời gì đó để cho Châu Chí Hùng nhớ ra mình là cái người đã chọn ảnh ngay từ đầu, ha. Mời Ái. Dạ, sau chương trình này anh có muốn làm bạn để tiếp tục tìm hiểu với em nè. Rồi còn chú Nguyên, anh có muốn đồng hành cùng em đó, đi những chuyến đi xa thì em sẵn sàng, còn nếu mà không được á thì mình có thể làm bạn à. Dễ thương quá, mời hai bạn đưa hai cái màn hình lên đằng trước. Hùng ơi, em có thấy em hạnh phúc không? Hai quá hạnh phúc luôn. Có thể em gọi cho Trung Nguyên, Ái hoặc là Việt Hương gọi đi. Mình Ái, Trung Nguyên hay Việt Hương đây. Dạ, mời Hùng và nội ngoại hai bên ơi. Chuẩn bị. Mời 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và tín hiệu tần số tình yêu sẽ xuất hiện ở Hùng. Bỏ máy xuống rồi. Việt Hương rồi. Vậy là gọi cho chị. Alo Hùng hả? Dạ em nghe đây chị. Kính thưa quý vị, như vậy là Châu Chí Hùng quyết định không kết nối với trái tim nào cả. Chị mời Hùng lên luôn đi. Ồ, tại sao vậy Hùng? Dạ, lý do cũng có vài cái hợp nhau, cũng có vài cái chưa hợp lắm. Và em nghĩ có thể là làm bạn tốt hơn. Đối với chị nha, Hùng già dặn. Dạ. Chị rất thích cái cách giải quyết của em. Hai bạn nữ chọn em, bây giờ em chọn ai cũng sai hết, có đúng không? Dạ. Không chừng làm bạn với nhau, vậy mà sau này lại có tình cảm. Dạ, cảm ơn. Em cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong chương trình Tần Số Tình Yêu có những cặp chúng tôi kết nối được. Dạ. Nhưng mà có những cặp không kết hợp được, nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui. Vui vì đúng. Có là tần số tình bạn. Dạ, cũng rung động một chút xíu gì đó về tình bạn cũng được, đúng không ạ? Nhớ giờ phát sóng của chúng tôi nha, 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Và chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chờ đón xem những thông tin ban đầu của hai nữ chính ngày hôm nay hấp dẫn như thế nào. Đầu tiên là Gia Linh đi. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Việt Hương và anh Hoàng rapper. Em tên là Gia Linh, em đang làm ca sĩ. Ca sĩ. Và năm nay em 23 tuổi. Rồi kế bên chị là cô gái có cái tên như là cái khuôn mặt luôn. Dạ. Thanh Dung ha, đẹp mà thanh tú nữa. Dạ em chào chị Việt Hương, em chào anh Hoàng và dạ. Chào các vị khán giả ạ. À.